Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới đã được triển khai tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay đó là một linh kiện rất là nhỏ thôi nhưng vô cùng quan trọng. Đó là khay SIM của S6S Plus tại di động cao cấp.vn. Đây là cái khay đựng SIM của S6S Plus. Đó. Hiện tại di động cao cấp.vn có đủ tất cả các màu khay SIM S6S Plus, đen, trắng, vàng, xanh đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng bị mất khay SIM, đó, hỏng khay SIM của S6S Plus, nghĩa là chỉ cần qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn thì có sẵn luôn cái khay SIM mới cho quý vị các bạn, để các bạn không phải lo lắng đến việc mất liên lạc khi không có phần khay SIM, lắp SIM của S6S Plus. Đó. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu khay SIM của S6S Plus tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04-66750-66750-99 để được tư vấn hướng dẫn thêm. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao Cấp.vn chúng tôi.